gì chứ? Ủa, cái gì rơi xuống vậy ta? Không phải là rác, cũng không phải là phân của thằng khốn kiếp nào, mà là những mảnh vỡ đang bốc cháy. Trời ơi, có con mồi nữa kìa. Không, thả tôi xuống đi. Đừng. Gì thả mày? Hôm nay có một bữa no nè rồi. Lát nữa tao bắt mày, tao nhậu với lại mấy con rồng cái. Thời chết mẹ rồi. Mình quên mất, mình phải báo cáo kết quả tuần tra khu vực cho thế giới loài rồng biết. Bây giờ mình vô lỡ đâu lũ kia nó xin ăn thì sao? À, mình nói tên con người này bị sida HIV là bọn chúng hết dành à? Đây, con rồng tuần tra màu vàng kia. Sao ngươi đi gì mà lâu vậy? Ngươi tha cái thứ gì về đó? Dạ, thưa thủ lĩnh rồng, trong quá trình tôi đi tuần tra, tự nhiên bụng tôi đau quá nên tôi đi nhà xí một tí. Thì trong quá trình ngồi nhà xí, tôi đã giải quyết hết tâm sự nỗi buồn. Ô kiếp, ngươi nói nhiều quá đấy. Rốt cuộc thứ này là gì? Trong quá trình về nhà, tôi bắt gặp được tên con người này. Con người à? Không, tôi không phải là con người. Không. Vậy rốt cuộc mày là thứ gì? Mày đến từ đâu? Tôi không nhớ gì cả. Nhưng mà hắn bị HIV sida đó, không có ăn thịt được đâu. Cái gì chứ? Không ăn thịt được, ngươi đem về đây làm gì? Dạ, tôi bắt nó về để làm đồ chơi tặng cho mấy con rồng cái của tôi đó. Để lúc tôi đi xa chiến đấu, mấy con rồng cái ở nhà chơi với nó, khỏi có đi ngoại tình với mấy con rồng đực nào. Vậy à, ngươi và tất cả các ngươi cũng vậy, phải cẩn thận với loài người đó. Nếu bọn chúng biết được nơi ở của chúng ta, thì chúng ta không hay đâu. Nào, tất cả tập trung nghe ta nói đây. Dạo gần đây, xuất hiện một kẻ đã giết chết loài rồng của chúng ta. Đó chính là một con quái vật khổng lồ. Thủ lĩnh rồng ơi, mong ngài hãy trả thù cho tôi. Hôm bữa bạn trai của tôi đi hái trái cây, bị con rồng khổng lồ đó, nó bắt lại nó dễ sợm. Sau đó bạn trai của tôi chịu không nổi chết queo luôn à. Hả? Ngươi là con rồng đực, sao có bạn trai? Bộ ngươi bị lẹo cái à? Không, bạn trai tôi bị lẹo cái chứ tôi không có bị. Các người, mau tập trung lại đi, đừng có ồn ào nữa. Bây giờ ta cần những chiến binh rồng mạnh mẽ nhất trong thế giới này để tới tiêu diệt con quái vật khổng lồ. Có ai muốn xung phong đi không? Thủ lĩnh rồng ơi, tôi, hồi tối tôi hát karaoke dữ quá, bây giờ tôi đau họng quá à, phát sốt nữa, hôm nay cho tôi ở nhà nha. Hả? Cái con rồng xanh chết tiệt này, thấy khó khăn là lo trốn liền. Còn kẻ nào dũng cảm không? Nếu ai hạ được con quái vật khổng lồ đó, ta sẵn sàng nhường con rồng cái của ta cho. Trời ơi, con rồng cái của ổng xấu quắc à, còn miệng méo mắt lé nữa. Ai còn thiệt? Tôi nữa thủ lĩnh rồng ơi, hôm nay tôi bị táo bón á, đau bụng gần chết luôn là. Hồi sáng giờ rặn hoài mà nó không có ra, nên bây giờ cho tôi nghỉ một bữa nha, kêu người khác đi. Tôi được, tôi bận lắm, tôi không có đi được đâu. Hàng nhát đi, kẻ nào dám đi, ta cái gì cũng sẽ thưởng cho. Tôi xưng phong đi, đổi lại mấy người hãy tha cho tôi. Đúng rồi đó, cho tên con người này đi. Tôi không biết tôi là ai, tôi không biết tôi đến từ đâu, nhưng mà làm ơn quá hợp lý luôn đó. Tên con người này đang bị sida HIV nữa, nếu mà con quái vật khổng lồ kia ăn được tên con người này, chắc chắn hắn sẽ bị lây bệnh, sau đó chết queo cho bà coi. Nhưng mà hắn có biết gì về chiến đấu đâu chứ, hắn ra chỉ nợ mạng mà thôi. Làm ơn cho tôi ngồi lên lưng của một con rồng, tôi sẽ điều khiển nó để chống lại quái vật. Ngươi thật sự muốn đi à? Nhưng mà ngươi biết gì về chiến đấu? Rất nhiều loài rồng trong chúng ta đã chết vì con quái vật khổng lồ đó rồi. Bất cứ con quái vật khổng lồ nào đều cũng có điểm yếu. Nếu chúng ta di chuyển nhanh nhẹ dưới phía thân của chúng thì chúng không thể nào thấy được chúng ta. Lúc đó chúng ta lén tấn công vào điểm yếu, chắc chắn sẽ hạ được nó. Được rồi, vậy thì ta sẽ đi theo người. Này, cái con rồng chết tiệt, người đem tấn con người này về thì người sẽ chiến đấu với hắn. Mau chở hắn theo ta nào. Hả? Cái gì thưa thủ lĩnh? Tôi đang bị táo bón mà. Nhanh lên đi, mau chở tên con người đó theo ta, đi tiêu diệt quái vật khổng lồ. Ở đằng này, đó, là một con rồng ba đầu khổng lồ. Nó chính là kẻ đã ăn thịt giống loại của ta. Được rồi, tôi sẽ hạ được nó, sau đó hãy trả tự do cho tôi. Tiến lên nào con rồng lửa. Chết tiệt, cái tên con người này tôn trọng ta ăn xí nha. Bưng,
mau phun lửa đi, mau phun lửa tạo sự chú ý cho nó đi. Biết rồi, biết rồi, ngươi đừng có ồn ào nữa. Chạy nào, nó nổi giận rồi đó, nó đang đuổi theo chúng ta kìa. Bình tĩnh, hãy bình tĩnh nào, rồng lửa, mau, mau hạ thấp xuống, luồn qua háng của nó, sau đó phun vào chân khúc của nó. Hả? Cái gì chứ? Trời ơi, thiệt là biến thái quá đây, nhưng mà chơi luôn, cho nó chết. Đó bên đây nè, đó bên đây nè, hai người mau ra tay đi, nguy hiểm quá à. Ta chạy ra ngoài trước đây, hai người vào chiến đấu với nó đi. Mẹ kiếm cái thằng thủ lĩnh rồng, ăn cái gì mà nó khôn dữ vậy? Bình tĩnh nào rồng lửa, bình tĩnh nào, đừng có cãi nhau nữa. Mau, tập trung nào, luồn phía dưới của nó. Từ từ, lũn thẳng đi. Trời ơi, nguy hiểm quá à. Lỡ đâu tôi chết thì sao? Vợ con tôi ai nuôi? Tao nuôi cho, vợ mày để tao xài, con mày để tao xài. Cứ yên tâm tự chiến đi. Hả? Thì ta, mày mê vợ con tao bấy lâu nay à, thằng thủ lĩnh rồng. Bình tĩnh nào rồng lửa, cơ hội tới rồi. Mau phun xuống phía dưới của nó đi. Điểm yếu của nó ở dưới đó, đốt cháy nó sẽ chết thôi. Hay lắm, tiếp tục đi, quá tốt, hay lắm rồng lửa ơi. Lần này ta sẽ không lấy con vợ của ngươi đâu. Mà chẳng chết à, cuối cùng chúng ta cũng chiến thắng rồi. Về nhà này, thôi. Này, cái tên con người đầu trắng kia, Ngươi hay lắm, ngươi có thể ở lại thế giới loài rồng giúp đỡ chúng ta được không? Hay quá, họ trở về rồi kìa, chắc chắn là đã chiến thắng rồi, hay quá. Xin lỗi thủ lĩnh rồng, tôi đã nói rồi mà, nếu chiến thắng, xin các người hãy thả tôi ra. Tôi cần tự do, tôi muốn tìm hiểu tôi là ai, tôi đến từ đâu, tại sao bây giờ tôi không nhớ gì hết. Thôi, ngươi đừng có đi, bọn ta không có ăn thịt ngươi nữa đâu. Ở đây đi, lấy vợ rồng, mấy con rồng cái nhìn ngươi thèm muốn chết rồi nè. Đúng rồi đó, em nè, em sẽ để cho anh mấy chục cái trứng rồng cơ. Đây, tại sao ngươi lại bỏ đi chứ? Thôi, đến lúc rồi, tôi phải đi khỏi nơi đây, tôi không muốn ở đây đâu. Tôi muốn tìm hiểu, tôi thật sự là ai. Đây, tên con người kia, hãy dừng lại đi, đừng đi mà, chúng ta cần ngươi đó. Tao van xin ngươi. Không, bây giờ tôi muốn vào thế giới loài người để tìm hiểu tôi đến từ đâu. Ngươi quay lại đi. Nếu ngươi không thích rồng cái, ta sẽ bắt mèo cái, chuột cái, vịt cái về cho ngươi. Còn ngươi không thích nữa, ta sẽ bắt một người phụ nữ sexy về cho ngươi. Tôi đã nói rồi, tôi không quay lại thế giới rồng nữa đâu. Làm ơn đi bà. Vậy ngươi thật sự muốn gì chứ? Thứ gì khổng lồ ở đằng kia vậy? Hả? Ôi trời ơi, một cuộc đánh nhau giữa hai robot à. Tôi nhận ra một con robot đang bị đánh là của con người đó. Còn con robot kia nhìn lạ quá. Đau đầu quá, tôi nhức đầu quá. Đây, có chuyện gì vậy? Con robot màu trắng làm tôi nhớ tới gì đó, nhưng mà tôi nhức đầu quá chịu không nổi. Con robot màu đỏ kia đang bị đánh là của con người, thì chắc chắn con robot màu trắng là kẻ không lương thiện gì rồi. Nhưng mà rốt cuộc robot màu trắng đến từ đâu chứ? Tại sao cậu lại nhìn thấy nó lại nhức đầu? Không lẽ cậu với nó có một mối quan hệ phức tạp? Chẳng lẽ cậu là người yêu? À không đúng, chắc có lẽ ngươi đã từng đánh nhau với những con robot màu trắng như vậy. Lần này ngươi hãy chỉ đạo ta sẽ tiêu diệt con robot màu trắng. Nhức đầu quá. Được rồi, anh tiến gần lại nó, phun lửa đó. Trời ơi, ta hay uống nước đá lắm, nên ta không có lửa đâu mà phun. Ta chỉ có khả năng lá dê mà thôi. Tập trung tấn công vào cái đầu của nó, ở nó có một điểm gì. Quả bên bóng tôi. Hay lắm anh bạn, chúng ta đã hạ được nó rồi. Được rồi, tôi chịu không nổi rồi. Đây, chết tiệt, không hay rồi. Mình phải tìm một tên bác sĩ để chữa bệnh cho hắn.